Phật ơi, con không muốn giận hờn, để thôi không oan trái nhiều lần. Phật ơi, con mong sống vị tha, trải tâm yêu thương khắp mọi nhà. Phật ơi, con ao ước mọi nhà lòng thương trao nhau những nụ cười. Phật ơi, xin cho khắp mọi nơi từ bi soi tia sáng rạng. Phật ơi, con không muốn giận hờn, để thôi không oan trái nhiều lần.
sờ vào đấy cẩn thận đứt tay đấy, bởi vì nó xe ly của nó vẫn còn mới. Đứt tay rồi chảy máu rồi, không cầm được máu. Anh Hà nhá, hôm nào chúng sẽ thử gian nhá. Ừ, nên rút kinh nghiệm bọn em nhá. Có cái gì thì bọn em hơn một tí. Em đi suốt đấy, nhiều người bảo là chắc nghĩ là em ở nhà là đến là gặp được ngay. Em chạy như ma nào mới suốt ngày đấy mày. Không, làm gì có mà trôi, nó sấm ngay vào giấy này, nó không có giọt giọt nữa. Ở dưới này em nghĩ là nó bị nước nhiều nên mình quyệt nhiều. Không phải, chúng có lỗ nó phun lên. Mình ở dưới này là không dính trực tiếp vào cái cuống. Trên này mình cũng vẫn quét nhiều, nhưng mà không để nó năng nó quá nhiều. Thật nó nóng rồi nó sẽ ảnh hưởng. Và như này thôi, này hoàn thiện. Đấy, đây.